Yo. Hello các bạn. Ngày hôm nay tại Gia Lai là một ngày trời mưa, gió bão bùng. Thì ngày hôm nay chị Bình Kỳ và cùng với 72 gửi tặng cho các bạn một bài hát có tên là Yêu. Bạn yêu nhiều thì sẽ rất là yếu. Thì mời các bạn lắng nghe ha. Cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu, là ngày em bên anh không chút ưu phiền, đừng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, mình thề luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời, bên nhau suốt đời cùng say giấc mơ chung đôi.